Chào mừng bạn đến với khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Offland Protein Là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway Chào mừng bạn đến với khóa học Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Offland Protein Xin tự giới thiệu, tôi là chuyên gia dinh dưỡng Tôi sẽ đồng hành với bạn trong khóa học này nhé Sau đây là những nội dung chính của khóa học Đầu tiên là những kiến thức tổng quan về protein Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite All Protein. Và cuối cùng là thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la. Chắc hẳn bạn đã từng được nghe nhiều hoặc từng đọc ở đâu đó về protein hay còn gọi là chất đạm. Tuy nhiên, bạn đã có thực sự hiểu rõ về protein là gì? Vai trò của protein với cơ thể như thế nào? Và các thực phẩm nào giàu protein nhưng tốt cho sức khỏe? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời cho các câu hỏi vừa rồi qua đoạn video sau đây. Một trong năm nhóm thực phẩm chính là chất đạm, hay còn gọi là protein. Trong đó bao gồm thịt, cá và trứng. Nhắc đến protein, có thể bạn sẽ nhớ đến thịt gà, thịt heo, thịt bò và cá. Không chỉ có thịt và cá mới chứa protein, chúng ta cũng có thể tìm thấy protein trong trứng đậu phụ hay các loại đậu có nhiều loại protein khác nhau thực hiện nhiều vai trò quan trọng khác nhau ừ. protein giúp phục hồi cơ thể khi cơ thể bị tổn thương và bảo vệ cơ thể trước bệnh tật protein giúp tăng trưởng và sửa chữa các mô cơ da và tóc thậm chí còn giúp chúng ta hít thở. Một số protein đóng vai trò xây dựng cấu trúc cơ thể. Protein chính là tóc, móng tay, da, cơ và các cơ quan như là tim. Những loại protein khác bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị bệnh bằng cách tấn công các vi khuẩn có hại có trong cơ thể. Thậm chí có một số protein giúp chúng ta hít thở bằng cách mang oxy đi khắp cơ thể. Protein rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ăn protein mỗi ngày. Có rất nhiều cách để cung cấp đủ lượng protein mỗi ngày, như ăn trứng cho bữa sáng, bánh sandwich với một ít thịt và phô mai vào bữa trưa và cá cho bữa tối. Protein rất quan trọng đối với sức khỏe chúng ta. Bạn hãy cung cấp đủ lượng protein cho cơ thể mỗi ngày nhé. Qua đoạn video vừa rồi, bạn đã biết được một số thông tin về vai trò của protein. Bây giờ, mời bạn đến với phần 1 của khóa học, kiến thức tổng quan về protein để khám phá nhiều hơn những thông tin thú vị về protein nhé. Protein là hợp chất hữu cơ có chứa nitơ với đơn vị cấu thành là các axit amin. Các axit amin kết hợp với nhau trong liên kết khác nhau để tạo thành các phân tử protein khác nhau về thành phần và tính chất. Có tới hàng trăm axit amin đã được phát hiện, tuy nhiên có 20 axit amin chủ yếu tham gia vào sinh tổng hợp protein của cơ thể. Trong đó có 9 axit amin cần thiết đối với con người. Gọi là cần thiết vì cơ thể không thể tự tổng hợp mà phải lấy vào từ thức ăn. Trung bình, tỷ lệ protein trong cơ thể con người là từ 10% đến 20% trọng lượng tùy theo cơ thể béo cày già trẻ nam hoặc nữ có hai loại protein trong thực phẩm chúng ta thường ăn hàng ngày bao gồm protein hoàn chỉnh và protein không hoàn chỉnh protein hoàn chỉnh có nguồn gốc từ động vật ví dụ như trứng sữa thịt và cá protein hoàn chỉnh cung cấp đủ chín loại axit amin thiết yếu tuy nhiên kèm theo đó là chất béo bão hòa lacto và cholesterol gây hại cho sức khỏe protein không hoàn chỉnh có nguồn gốc từ thực vật như các loại hạt và các loại đậu. Protein không hoàn chỉnh không cung cấp đủ chín loại axit amin thiết yếu. Nhưng ưu điểm của loại protein này là không chứa lacto, ít cholesterol và các chất béo bão hòa, không giống như các protein thực vật khác. Đậu nành lại là nguồn protein hoàn chỉnh, tương tự như protein có trong thực phẩm từ động vật. Trong 100 gram đậu nành có từ 34 đến 40 gram protein. Bên cạnh đó, hạt đậu nành còn là một thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng. Đậu nành còn có giá trị phòng và chữa bệnh, đặc biệt là khả năng hạn chế tối thiểu chất béo bão hòa và cholesterol xấu. Protein đóng nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể như là hình thành cấu trúc cơ thể, cần thiết cho sự phát triển, duy trì và sửa chữa các mô tế bào, tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, điều hòa chuyển hóa nước và cân bằng kiềm toan của cơ thể, tổng hợp nâng kháng thể giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Thành phần quan trọng tạo nên các hormone Enzyme giúp điều hòa hoạt động cơ thể và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Protein đảm nhận nhiều vai trò trong cơ thể chúng ta, bởi thế khi thiếu protein sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe như mệt mỏi, suy nhược và thiếu tập trung. Thiếu protein trong thời gian dài sẽ dẫn đến trùng nhão cơ, sưng tấy, suy giảm hệ miễn dịch, tuần hoàn và hô hấp. Bên cạnh đó, thiếu hụt protein ở trẻ em dẫn đến việc chậm phát triển, tư duy kém nhạy bén ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng trưởng chiều cao và tầm vóc của trẻ. Cơ thể chúng ta không dự trữ protein, vì thế chúng ta cần cung cấp protein hàng ngày cho cơ thể. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người bình thường cần 0,8 gram đến 1 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể cho một ngày. Lượng protein này sẽ giúp duy trì các hoạt động của cơ thể, một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2017 đã chỉ ra 52,7% người trưởng thành Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tối thiểu là 400 gram rau củ quả cho một ngày. Trong khi đó, lượng thịt lại được tiêu thụ đôi khi lại gấp 2-3 lần lượng rau. Tuy nhiên, protein động vật chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol là các yếu tố dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh như béo phì, gan nhiễm mỡ, cuốc, sơ vữa động mạch ung thư. Chính vì thế, protein động vật chỉ nên được sử dụng vừa phải. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bổ sung protein thực vật vào chế độ ăn hàng ngày. Protein có nguồn gốc từ thực vật, không chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, lượng axit amin này có thể bổ sung thêm bằng cách kết hợp các loại thực vật với nhau. Protein thực vật với hàm lượng chất béo thấp, ít cholesterol được coi là nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho tim mạch, hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch béo phì và giảm lượng cholesterol trong máu và còn rất nhiều lợi ích khác tốt cho sức khỏe khi chúng ta ăn nhiều rau củ quả và các loại hạt các nhà dinh dưỡng cho rằng đối với người trưởng thành lượng protein động vật chỉ nên đạt khoảng 25 đến 30 phần tổng số protein là thích hợp đối với trẻ em tỷ lệ này nên cao hơn protein động vật chiếm khoảng 50 đến 70% tổng số một chế độ ăn khỏe mạnh đòi hỏi chúng ta đảm bảo hàm lượng protein thiết yếu cùng với lượng chất béo và cholesterol phù hợp. Vì thế, chế độ ăn cân đối giữa protein thực vật và protein động vật sẽ hạn chế việc sinh ra các yếu tố không có lợi cho sức khỏe và nâng cao vai trò của protein. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta ăn đủ lượng protein, kết hợp cân đối protein động vật và protein thực vật và đặc biệt nên ưu tiên sử dụng protein chất lượng cao. Vậy protein chất lượng cao là những protein như thế nào? Protein chất lượng cao là protein dễ dàng tiêu hóa, không chứa cholesterol, ít chất béo bão hòa và là protein hoàn chỉnh chứa các axit amin thiết yếu với hàm lượng phù hợp với nhu cầu cơ thể con người. Protein chất lượng cao có chỉ số đánh giá chất lượng protein PD-Cas bằng 1, nghĩa là sau khi tiêu hóa thực phẩm, mỗi gram protein sẽ cung cấp tối thiểu 100% nhu cầu các axit amin thiết yếu trên 1 gram protein cho cơ thể. Protein từ thực vật mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, thực trạng người Việt Nam lại thích sử dụng protein từ động vật nhiều hơn từ thực vật. Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm cũng không còn an toàn với những nỗi lo như da cầm, da súc đuôi tăng trọng, rau củ quả bị phun thuốc trừ sâu quá liều lượng, hóa chất làm rau tươi xanh lâu, quả mau chín, đậu nành cũng bị biến đổi gen gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vậy, đâu là giải pháp tốt nhất cho chúng ta bên cạnh những nỗi lo về an toàn thực phẩm? Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của mọi người và xóa tan mọi âu lo về an toàn thực phẩm. Các nhà khoa học Amway đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Offland Protein. Nutrilite là thương hiệu sản phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Đó là lý do tại sao chúng ta nên chọn sử dụng sản phẩm Nutrilite Offland Protein. Nutrilite Oplan Protein chứa 100% protein thực vật, trong đó có protein phân lập từ đậu nành, protein từ lúa mì và protein từ đậu Hà Lan. Sản phẩm chứa 100% protein hoàn chỉnh, chất lượng cao với chỉ số BDCAT bằng 1, cung cấp 20 loại axit amin, trong đó có 9 loại axit amin thiết yếu. Sản phẩm hoàn toàn không chứa cholesterol, không chứa đường lacto và ít chất béo bảo hòa. Nutrilite Offline Protein, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, được kiểm nghiệm chặt chẽ từ khâu gieo trồng đến thành phẩm. Mỗi cây trồng có sự theo dõi chặt chẽ từ khâu gieo hạt đến thu hoạch và chế biến. Protein đậu nành phân lập của Amway sản xuất từ các hạt đậu được bảo quản đồng nhất qua từng giai đoạn, bắt đầu từ hạt giống đến thành phẩm, để hạn chế tối thiểu khả năng lẫn lộn của những hạt đậu không biến đổi gen với các hạt đậu khác. Các nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chất lượng và đặc điểm kỹ thuật hơn 40 lần. Mỗi mẻ trộn nguyên liệu được phân tích 10 chỉ tiêu kiểm nghiệm cần thiết. Mỗi sản phẩm được hàng kín bởi màn nhôm niêm phong giúp duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt thời hạn sử dụng. Nutrilite Offland Protein với các công dụng như bổ sung đạm thực vật cho người có mỡ trong máu cao, người có chế độ ăn ít đạm, sản phẩm có ít chất béo bão hòa và không có cholesterol, sử dụng mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đối tượng sử dụng sản phẩm là người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Đây cũng là sản phẩm thích hợp cho những người ăn chay trường. Hãy sử dụng hai muỗng mỗi ngày để luôn cung cấp đủ lượng protein cho cơ thể. Bạn có thể cho một muỗng sản phẩm khoảng 10 gram, tương ứng với 8 gram protein vào một ly sữa, hoặc nước trái cây, hoặc nước rau quả, hay các loại nước uống khác rồi thêm hương liệu hay đường tùy thích khuấy đều trong 45 giây hoặc dùng bình lắc đều hỗn hợp để đa dạng hơn sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Nutrilite cho ra đời thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la là mùi vị yêu thích của cả trẻ em lẫn người lớn. Thành phần chính của Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la là đậu nành phân lập và bột ca cao. Sản phẩm này cung cấp nguồn protein thực vật chất lượng cao từ các hạt đậu nành, được chọn lọc kỹ càng giúp giảm thiểu các hạt đậu biến đổi gen thông qua quá trình sản xuất, bảo quản và kiểm soát từ khâu chọn hạt giống đến khâu thành phẩm. Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la có công dụng là giúp bổ sung protein đậu nành chất lượng cao, ít chất béo, cung cấp chính loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Đây cũng là nguồn dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, giúp cung cấp năng lượng kéo dài, giảm cảm giác đói. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm dành cho người từ 3 tuổi trở lên cần bổ sung protein để cải thiện sức khỏe. Đặc biệt cần thiết cho người có chế độ ăn ít protein, người có mỡ máu cao, người đang cần tăng cơ, giảm mỡ. Bạn có thể sử dụng Nutrilite Protein Powder vị sô cô la theo những cách sau: cho 2 thìa protein vào 250 ml nước, khuấy đều hoặc sử dụng bình lắc để lắc đều hỗn hợp. Ngon hơn khi pha sản phẩm với sữa, xay cùng trái cây, nước ép trái củ quả, các loại nước uống khác có thể rắc sản phẩm lên các món ăn từ ngũ cốc, salad, súp hoặc sử dụng như một nguyên liệu trong nấu nướng, làm bánh để tăng giá trị dinh dưỡng. Nutrilite All Protein và Nutrilite Protein Powder vị sô-cô-la có thể sử dụng để chế biến đa dạng các món ăn, thức uống ngon và bổ dưỡng. Chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính của sản phẩm Nutrilite All Protein nhé! Thực phẩm bổ sung protein số 1 thế giới cung cấp một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất của cuộc sống cung cấp protein chất lượng cao, ít béo, không cholesterol, hoàn toàn không chứa lacto, không có nguồn gốc động vật và dễ tiêu hóa. Tất cả mọi người đều cần protein chất lượng cao, không có protein, các tế bào sẽ không hoạt động. Bạn cũng không thể dự trữ protein trong cơ thể. Protein cần được bổ sung hàng ngày, chúng ta cần protein để tạo cơ, duy trì sức khỏe khi về già, để tăng trưởng, phát triển và sửa chữa các tế bào, cho tóc và làn da khỏe mạnh. Protein chất lượng cao là protein hoàn chỉnh, ít béo, không chứa cholesterol và không có lacto. Nutrilite Oplan Protein là sự kết hợp độc đáo từ đậu nành, đậu hà lan và lúa mì. Kết hợp các nguồn thực vật tốt nhất tạo nên chất lượng dinh dưỡng cao nhất với chỉ số PDCAS bằng 1. 100% nguyên liệu của Nutrilite Oplan Protein có thể truy xuất nguồn gốc. Đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt từ hạt giống đến thành phẩm, bạn đã bổ sung đủ lượng protein cho cơ thể. Với một muỗng khoảng 10g Nutrilite Allplan Protein đã cung cấp 8g protein chất lượng cao, trong khi trung bình một người cần tối thiểu khoảng 60g protein cho một ngày. Bạn có thể sử dụng Nutrilite Allplan Protein trong các loại đồ uống, món ăn. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành các nội dung chính của khóa học về kiến thức tổng quan về protein, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Plant Protein và cuối cùng là thực phẩm bổ sung Nutrilite Protein Powder vị sô cô la.